Kính chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã quay lại với kênh YouTube Boy Khmer Trà Vinh. Đầu tiên thì Boy Khmer Trà Vinh xin kính chúc quý cô chú anh chị và tất cả các bạn một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Kính thưa quý cô chú anh chị và tất cả các bạn, hiện tại thì Boy Khmer Trà Vinh đang có mặt tại chợ Bạch Đằng. Hôm nay thì Boy Khmer Trà Vinh sẽ quay chợ Bạch Đằng cho quý cô chú anh chị và tất cả các bạn được xem. Phía trước màn hình của quý cô chú anh chị và tất cả các bạn có thể nhìn thấy đó chính là chợ Bạch Đằng tại thành phố Trà Vinh. Do giờ này mình đi quay thì đã gần trưa rồi, nên mình thấy thì các người dân đến đây mua sắm mua đồ thì không được đông lắm hen các bạn. Chợ Bạch Đằng thì nổi tiếng với việc là bán rất là nhiều đồ hải sản tươi sống. Như tất cả các bạn có thể nhìn thấy thì hai bên đường thì bán rất là nhiều hải sản. Có tôm, cua, cá, tép, mực, vân vân rất là nhiều, và các loại ốc. Do đây tập trung bán các đồ hải sản nên mặt đường nó không được đẹp lắm hen các bạn. Rồi theo mình thấy thì cũng có một số người dân ta lại đi mua hải sản. Bên tay phải màn hình của tất cả các bạn thì cũng bán rất là nhiều hải sản. Ở đây thì với cô chú anh chị và tất cả các bạn nào muốn ăn hải sản, tôm, cua, cá, ốc thì có thể lại đây mua. Còn bây giờ thì mình đang dòng lên hướng về chợ Trà Vinh. Thì ở đây thì hai bên đường thì như các bạn có thể nhìn thấy thì bán rất là nhiều rau củ. Bên cạnh đó thì cũng bán các loại hải sản, quà gà, thịt gà, vân vân. Ở đây thì mình thấy là đông người hơn chợ Bạch Đằng hồi nãy hơn các bạn. Rau cũng rất là nhiều. Ở đây do mình vừa chạy xe vừa cầm máy quay nên có bị rung lắc, thì mong tất cả các bạn hãy thông cảm giúp mình nha. Ở đây theo mình thấy thì còn có bán một số loại mắm và cá khô nữa ha các bạn. Đây, phía bên tay trái màn hình của tất cả các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ rẽ sang tay phải nha các bạn. Ở chỗ này thì khá là đông người ha các bạn. Còn tuyến đường này thì bán các đồ tạp hóa. Phía bên tay trái thì bán quần áo. Ngoài ra ở phía bên tay phải màn hình của tất cả các bạn thì có một số tiệm lớn chuyên bán các đồ gia dụng ha các bạn. Phía bên tay trái màn hình của tất cả các bạn thì bán rất là nhiều quần áo, giày, nón. Ngoài ra thì theo mình thấy thì có một số người thì người ta đang sửa lại cái sập bán. Rồi tiếp đến thì ở đây sẽ bán rất là nhiều loại trái cây. Phía bên tay trái màn hình của tất cả các bạn, đây trái cây rất là nhiều.
Rồi phía trước màn hình của tất cả các bạn đó chính là dòng xây Trà Vinh. Rồi video của mình chỉ dọn dẹp vậy thôi. Mình cảm ơn quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã xem video của mình. Nếu tất cả các bạn thấy hay thì đừng quên bấm một like và một nút đăng ký kênh ủng hộ giúp mình nha. Và bây giờ mình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.